Thanh Huyền xin chào các khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Crystal trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Xin mời mọi người cùng tới với bộ truyện Tiên Tôn Ở Rể. Lôi Nữ Vương trầm ngâm một chút, sau đó nói: Nếu như luôn không liên lạc được với anh Trinh Đại Sư, nguyện ý chiến đến chết đi theo ta, không nguyện ý hãy rời đi. Đám người trầm mặc một hồi, không có người lên tiếng. Bọn họ chỉ là người bình thường, nếu như không có Trinh Đại Sư ra mặt để họ đối phó với âm thi môn, đây không phải là chiến đến chết mà là chịu chết. Lôi Nữ Vương biết để những đại lão này lựa chọn là một điều rất khó khăn, cho nên không có ép buộc đám người này chọn ngay mà là chuyển chủ đề. Các ngươi đi trấn an bọn thủ hạ trước, nội bộ chúng ta không thể bị rối loạn trước đã. Bọn người Mã Tài gật đầu đáp: Vâng. Lôi Nữ Vương lại nói: Vân Nguyệt, cô cử người tiếp tục liên hệ với anh Trinh Đại Sư, nếu như có tin tức, trước tiên báo cho ta biết. Vân Nguyệt không người đáp: Vâng. Cùng lúc đó, tại một góc sông Hà Tây, hơn 10 người thanh niên vây quanh ở cửa nhà Điểm Hương. Người dẫn đội là cháu trai của Mã Tài, Cung Húc. Bên người Cung Húc, Tân Gia Lạc vẻ mặt nịnh nọt nói: Anh Húc, Đa Ba Cường thực sự là không biết điều, lại dám đối kháng với ngài. Anh nhất định phải trừng trị hắn ta thật thảm vào. Trên khuôn mặt tái nhợt của Cung Húc lộ ra vẻ tàn nhẫn, hư lệnh một tiếng, hô với cửa phòng: Đa Ba Cường, ta cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu như mày ngoan ngoãn giao người ra, ta có thể tha cho mày. Trong phòng, Đa Ba Cường còn có 3 tên thủ hạ, vẻ mặt khẩn trương đứng ở cổng. Một nhà 3 người Điểm Hương ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, sắc mặt khó coi. Lần trước tại triển lãm tranh của Điểm Hương, Tân Gia Lạc vì đả kích Trinh Kiêu, mời Đa Ba Cường đến gây sự. Trinh Kiêu đã ra tay trấn nhiếp Đa Ba Cường. Đa Ba Cường mời đến anh đao thủ hạ đắc lực của Mã Tài. Kết quả, anh đao nhìn thấy Trinh Kiêu, trực tiếp quỳ xuống van xin anh tha thứ. Có điều, cuối cùng Điểm Hương cũng không có làm khó Đa Ba Cường, nên trong lòng Đa Ba Cường cảm kích. Sau khi trở về, Đa Ba Cường hung hăng giáo huấn Tân Gia Lạc một trận, trên tên kia luôn ghi hận trong lòng. 2 ngày trước, anh đã bất hạnh chết trận trong một cuộc chiến giữa Mã Tài và âm thi môn. Cháu trai Mã Tài, Cung Húc, tiếp quản địa bàn anh đã luôn phụ trách. Tân Gia Lạc vậy mà muốn lấy lòng Cung Húc, muốn thông qua ức hiếp cha mẹ Điểm Hương để triệt để đuổi nhà Điểm Hương ra khỏi Hà Tây, để bức bách Điểm Hương ngoan ngoãn nghe lời. May mắn có được Đa Ba Cường mang theo thủ hạ đều chết bảo hộ, nếu không thì Điểm Hương đã sớm bị bọn họ mang đi. Điểm Thế Dạ cảm kích nhìn Đa Ba Cường, nói: Anh Cường, mấy ngày nay nhờ có anh, ân tình anh đối với nhà chúng tôi không thể báo đáp. Có điều, chúng ta còn tiếp tục giằng co như vậy cũng không có ý nghĩa. Anh đi đi, chúng tôi không thể liên lụy tới anh. Dù cả nhà chúng tôi phải rời đi khỏi Hà Tây, cũng sẽ không để cái tên xấu xa kia được như ý. Điểm Thế Dạ vẻ mặt quyết tuyệt, rất có quyết tâm chịu chết. Đa Ba Cường không có trả lời, việc đến nước này, coi như anh ta muốn thoát thân cũng đã không thể nào, Cung Húc sẽ không bỏ qua cho anh ta. Mà trong đầu Đa Ba Cường vẫn luôn có thân ảnh như thần tiên kia, bất cứ lúc nào cũng đang nhắc nhở anh ta, nhất định phải kiên trì. Anh Trinh có tin tức rồi sao? Đa Ba Cường nhìn về phía Điểm Hương hỏi. Điểm Hương ôm điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Điện thoại Trinh Kiêu vẫn là không kết nối được. Tôi gửi tin cho anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy kịp thời. Đa Ba Cường nhíu mày, sự kiên nhẫn của Cung Húc sợ là sắp tiêu hao hết. Nếu như anh Trinh còn chưa tới, vậy họ thực sự sẽ có nguy hiểm. Ngoài cửa, ánh mắt Tân Gia Lạc lộ ra vẻ gấp gáp. Anh Húc, chúng ta đã cho họ thời gian là 3 ngày cân nhắc. Em thấy họ là quyết tâm cự tuyệt lòng tốt của anh. Chúng ta cũng đừng khách khí với bọn họ nữa. Ánh mắt Cung Húc lộ ra vẻ tàn khốc, vung tay lên đối với bọn hạ thủ. Mở cửa. Một người thợ mở khóa bị 2 tên thủ hạ của cung đẩy đến trước cửa. Ông chú mở khóa bị hù tay đều đang phát run, lấy ra công cụ, bắt đầu mở khóa. Trong cửa, nghe được động tĩnh, Đa Ba Cường trầm giọng nói, không hay, bọn họ đang mở khóa. Nghe vậy, 3 người nhà họ Điểm lập tức khẩn trương. Điểm Thế Dạ cắn răng, làm chủ gia đình, ông ta nhất định phải làm ra quyết đoán. Anh Cường, mở cửa đi, chúng ta không chọc nổi hắn ta, chúng ta rời khỏi Hà Tây. Sáng sớm, trời u ám, khiến người ta cảm thấy hơi kiềm chế. Sông Đồ Sơn, ác long đâm. 2 ngày trước, Trinh Kiêu đã hái lấy long tiên quả đã chín hoàn toàn. Long tiên quả, căn bản là không có cách nào để cất giữ, may mắn có nhẫn chữ vật.
Không gian trong những chữ vật tự thành một giới, không chịu trói buộc bởi quy tắc của thế giới này, bất kể cất giữ bao lâu cũng sẽ không biến chất. Lúc đầu, Trinh Kiêu chuẩn bị lập tức trở về, nhưng nhìn thấy tu vi Tô Lương Tử chính là đến thời khắc mấu chốt, Trinh Kiêu lại đợi 2 ngày. Trong lúc đó, Trinh Kiêu dùng những ngọc thạch giao dịch mua được ở thị trường, ngầm bố trí một tụ linh trận cỡ nhỏ chung quanh Tô Lương Tử. Tốc độ tu luyện của Tô Lương Tử lập tức gia tăng nhiều. Cuối cùng, Tô Lương Tử trở thành công, đột phá mà bước vào hóa cảnh, trở thành một võ đạo tông sư. Tô Lương Tử mở to mắt, hơi thở thu liễm, thân thể bỗng nhiên chậm rãi lơ lửng trên không, như thần nhân giáng thế. Võ vào hóa cảnh, lơ lửng hư không. Ha ha ha! Tô Lương Tử cất tiếng cười to, thì ra đây là hóa cảnh. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa trong mắt ông ta đều vô cùng rõ ràng, thậm chí không quá giống như trước kia. Loại lực lượng này quá là kỳ diệu. Tô Lương Tử cảm thấy giờ phút này, ông ta chính là đệ nhất thiên hạ. Được rồi, chúng ta cần phải trở về rồi. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai ông ta. Tô Lương Tử đang chìm trong cảm xúc hăng hái, không ai bì nổi, run lên bần bật. Lập tức yên phận rơi xuống mặt đất, khom người đáp. Vâng. Tông sư lại sao? Tô Lương Tử cảm thấy trước mặt Trinh Kiêu, dù là thiên địa này đều muốn run rẩy. Một nhà ba người điểm thế dạ chọn đi rời Hà Tây, bọn họ chỉ là người bình thường, đấu không nổi với loại người như Cung Húc này. Cung Húc chỉ dẫn người náo loạn mấy ngày, ông ta và vợ đều mất việc, tiếp tục lưu lại ở Hà Tây cũng không làm nên chuyện gì. Về phần báo cảnh sát, đừng suy nghĩ nữa, Cung Húc đã sớm nghĩ đến điều ấy. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đem con gái đưa vào hố lửa. Cho dù là chết, bọn họ cũng sẽ phải bảo vệ Điểm Hương không bị tổn thương. Đào Ba Cường tìm xe, tự mình đưa Điểm Thế Dạ rời đi. Anh ta lo lắng Cung Húc, nửa đường giở trò xấu. Xe an toàn ra Hà Tây, đi vào vùng ngoại thành. Đào Ba Cường cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng bỗng nhiên một chiếc xe từ phía sau lao tới, sau đó thẳng gấp, dừng trước tại phía trước xe Đào Ba Cường. Không hay! Đào Ba Cường dồn sức đánh tay lái, chuẩn bị vượt qua. Nhưng hai bên trái phải lại có 2 chiếc xe lao tới, kẹp xe của Đào Ba Cường ở giữa. Xung quanh toàn bộ bị chặn lại. Đào Ba Cường bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía 3 người nhà Điểm ngồi phía sau. Xuống xe đi. Cùng Húc mang theo hơn 10 người thủ hạ, Tân Gia Lạc đi theo bên cạnh, vậy mà vây lại cả nhà Điểm Hương. Chạy đi, có các người còn chạy đi đâu? Cung Húc phách lối kêu lên, nhìn chằm chằm vào ngực Điểm Hương, ánh mắt lửa nóng. Điểm Thế Dạ tức giận nói. Chúng tôi đều đã đồng ý rời đi Hà Tây, cậu còn muốn như thế nào nữa? Cung Húc chợt cười to. Ha ha ha, ông thực sự cho rằng chúng tôi chỉ là vì đuổi ông ra Hà Tây ư? Từ đầu đến cuối, mục đích của tôi chỉ có con gái của ông thôi. Các người muốn rời đi Hà Tây cũng được, lưu lại tiểu mỹ nhân cho tôi. Tân Gia Lạc tiến lên trước định nọt. Anh Húc, anh nếm xong đừng quên em. Cùng Húc khinh bỉ nhìn hắn ta một cái. Yên tâm, không thiếu phần tốt của cậu. Tân Gia Lạc lập tức vui vẻ. Ai bảo Điểm Hương luôn lãnh đạm đối với bản thân mình, mà nếu như theo anh ta, cũng không có ngày hôm nay. Điểm Thế Dạ đỏ ngầu cả mắt, nhìn chằm chằm Cùng Húc và Tân Gia Lạc, hận không thể uống máu lóc thịt bọn hắn. Nằm mơ, cho dù là chết, tôi cũng sẽ không để các người tổn thương con gái của tôi. Điểm Hương bị hù tới mức vẻ mặt tái nhợt, những người này thực sự là quá hèn hạ, quá bẩn thỉu. Coi như ông chết, con gái của ông cũng không trốn thoát được lòng bàn tay của tôi đâu, ha ha. Cùng Húc đắc ý cười lớn, từng bước một đi về phía Điểm Hương. Đào Ba Cường ngăn ở trước người nhà Điểm Hương. Âm trầm nhìn chằm chằm Cùng Húc. Cùng Húc, tôi khuyên cậu nghĩ kỹ, nhà họ Điểm là bạn của anh Trinh. Cậu nếu dám động tới người nhà họ Điểm, một khi anh Trinh biết được thì cậu cảm thấy anh ta sẽ bỏ qua cho cậu sao? Cùng Húc kinh bỉ cười nói. Lưu Cường, lấy ít tên anh Trinh kia ra để hù tao, chỉ là chính các người vô dụng, thổi phồng tên nhóc kia lên. Nếu như cậu ta dám đến ra mặt vì nhà họ Điểm, vậy ta liền để cậu ta có đến mà không có về. Cùng Húc tàn nhẫn nói. Anh Húc, động thủ đi, đừng nhiều lời về hắn ta. Tân Gia Lạc ở một bên khuyến khích. Cùng Húc vung tay lên với đám thủ hạ. Lên, chớ tổn thương tiểu mỹ nhân của tôi. Hơn 10 người thanh niên lập tức cười xấu xa tiến lên. 2 tên thanh niên đưa tay muốn chộp lấy Điểm Hương. Đào Ba Cường lập tức ngăn lại trước người Điểm Hương. Anh Cường, cho tới bây giờ anh còn chấp mê bất ngộ sao? Một tên thanh niên trong đó cười lạnh nói.
Hắn ta vốn là thủ hạ của Đao Ba Cường, đồng nhập vào cung húc. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Đao Ba Cường quát lạnh nói, anh ta lười nói nhảm mới phản đồ. Hai người ở trước, đánh tên này nắm đo đất cho tôi. Cung húc cầm thét một tiếng. Vâng. Bốn tên thanh niên lập tức tiến lên, bao vây Đao Ba Cường lại. Đao Ba Cường mặc dù có thể miễn cưỡng đối phó với hai tên trong đó, nhưng bốn người cùng lúc đánh anh ta căn bản là không có cách ứng phó. Rất nhanh, Đao Ba Cường liền bị chế trụ, đè xuống đất. Tôi liều với các người. Điểm Thế Dạ thấy thế, lập tức tiến lên, muốn trợ giúp Đao Ba Cường. Bắt lấy ông ta lại. Cùng húc quát. Lại là bốn tên thanh niên xông lên, trong nháy mắt, liền kiềm chế lại Điểm Thế Dạ, vốn không biết đánh đấu. Đừng động vào con gái của tôi. Mẹ của Điểm Hương tiến lên một bước, ngăn tại trước người Điểm Hương, tựa như một con gà mái vươn cánh bảo vệ gà con. Lôi ra! Cung húc không nhịn được quát, từng bước một đi về phía Điểm Hương, trong mắt hình như còn có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhìn thấy hai tên thanh niên đi kéo mẹ mình, Điểm Hương lo lắng hô to. Chớ làm tổn thương mẹ tôi đi với anh. Không được! Điểm Thế Dạ đôi mắt đỏ ngầu giống to. Lý Ni cũng hoảng sợ kêu lên, Điểm Hương! Đừng làm chuyện điên rồ, cậu ta không dám làm gì chúng ta. Vẻ mặt Điểm Hương tuyệt vọng, mặt xám như tro, cô thực sự không có cách nào, trơ mắt nhìn cha mẹ mình chịu nhục tại trước mặt. Lông mày Cung Húc nhướng lên, đắc ý cười xấu xa nói, vậy là đúng, ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao? Tại sao phải cứ thích dây vào bản thân? Cung Húc nhìn cha mẹ Điểm Hương, càng thêm đắc ý. Ngay trước mặt cha mẹ người khác, ức hiếp con gái họ, Cung Húc hình như có loại cảm giác chinh phục đặc biệt. Cảm ơn các người nuôi được một cô con gái xinh đẹp như thế nhé. Chực chực, phóng người này, tướng mạo này, thực sự là không tồi. Ánh mắt Cung Húc mang theo tính xâm lược, nồng đậm dò xét trên người Điểm Hương. Điểm Hương nhận mệnh nhắm mắt lại, cô ta cũng định nhận lấy cái chết bảo vệ trong sạch của mình. Chẳng biết tại sao, bây giờ cô bỗng nhiên đặc biệt muốn gặp Trinh Kiêu, mà không phải lưu lại di ngôn gì cho cha mẹ mình. Điểm Hương cũng bị ý nghĩ của chính mình này làm giật mình. Đi thôi, tiểu mỹ nhân Điểm Hương. Cung Húc mở cửa xe, vẻ mặt đắc ý nói. Điểm Hương nhìn cha mẹ một cái, ánh mắt kia như đang từ biệt lần cuối. Điểm Hương! Điểm Thế Dạ và Lý Ni đồng thời kêu lên. Điểm Hương không quay đầu lại, nước mắt chảy xuống gương mặt trắng nõn, thầm nghĩ trong lòng. Cha, mẹ, thật xin lỗi, đời sau con sẽ báo đáp ơn nuôi dưỡng của hai người. Anh Trinh Kiêu, tạm biệt. Điểm Hương cúi đầu, ngồi vào chỗ ngồi phía sau chiếc xe Cung Húc kia. Cung Húc đắc ý cười to, sau đó nói, về đi. Nhưng tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác sống lưng mắt lạnh, nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy độ. Chuyện gì xảy ra? Trời nóng bức này lại sao lại nổi da gà thế này? Hai tên thủ hạ của Cung Húc tự lẩm bẩm, các người muốn mang cô ấy đi đâu? Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai mọi người, thanh âm kia băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm nào, như là thanh âm lấy mạng. Từ cửu u địa ngục truyền ra, Trình Kiều nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, lập tức vội vàng trở về. Nhưng lúc anh ta chạy tới nhà Điểm Hương, người một nhà Điểm Hương đã không ở đó. Thần thức của Trình Kiều phóng ra, cố gắng tìm kiếm trong phạm vi lớn nhất, dùng bí pháp truy tìm khí tức Điểm Hương, một đường đuổi theo tới nơi này. Cuối cùng đã đi tới vào lúc mấu chốt. Vẻ mặt Đao Ba Cường đột nhiên trở nên vui mừng. Anh Trinh, cảm ơn trời đất, anh cuối cùng đã trở về. Điểm Thế Dạ nhìn về phía Trinh Kiêu chậm rãi đi tới, giống như là người sắp chết đuối, nắm bắt được một cây rơm rạ cuối cùng, lo lắng hô to, Trinh Kiêu, mau cứu Điểm Hương. Tần Gia Lạc bỗng nhiên run lên trong lòng, thấy thân ảnh thon gầy của Trinh Kiêu kia, trong lòng vậy mà dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Tựa hồ, đây vốn không phải là Trinh Kiêu, mà là ác quỷ chạy đến bên cạnh lấy mạng hắn ta từ địa ngục. Cung Húc cũng cảm nhận được sau lưng phát lạnh, anh ta không tin ta. Cậu chính là Trinh Kiêu. Cung Húc nhìn Trinh Kiêu chậm rãi đi tới, vẻ mặt khinh miệt nói. Điểm Hương vội vàng thò đầu ra từ trong xe, mừng rỡ kêu lên. Anh Trinh Kiêu, rốt cuộc anh đã đến. Trinh Kiêu áy náy nhìn Điểm Hương, nói, thật xin lỗi, không có kịp thời gian nhìn thấy tin nhắn của em, làm cho em sợ hãi. Điểm Hương xuống xe, vẻ mặt ôn nhu nhìn Trinh Kiêu, nói, không có gì, anh Trinh Kiêu có thể đến là được. Cung Húc nhìn mà khó chịu, âm dương quái khí cười lạnh. Nhìn bộ dáng tình trạng ý thiếp này, đúng là khiến người ta hâm mộ đấy. Tiểu tử, tao đang nói chuyện với mày, mày không nghe thấy sao? Trình Kiều nhìn Cung Húc một cái, quay đầu nhẹ nhàng nói với Điểm Hương. Em chờ một lát, tôi giải quyết những con ruồi này trước. Nói ai là con ruồi, muốn chết.
Những tên thủ hạ của Cung Húc quát lạnh, có điều mấy tên thanh niên đã từng thấy qua Trinh Kiêu ra tay, lại là tập trung tinh thần, cẩn thận đề phòng, như lâm đại địch. Trinh Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía Tân Gia Lạc bên người Cung Húc, ánh mắt băng lãnh như thanh kiếm sắc. Lại là cậu? Cậu đúng là đáng chết. Trong mắt Trinh Kiêu lộ ra vẻ chán ghét thật sâu, chậm rãi đi về phía Tân Gia Lạc. Cung Húc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, chớ ở đây giả vờ giả vịt trước mặt tao. Bọn họ nói mày như thần, lại đây, để cho tao nhìn xem mày lợi hại tới nhường nào. Tân Gia Lạc căng thẳng nhắc nhở. Anh Húc, anh cẩn thận một chút, tiểu tử này thực sự có chút bản lĩnh. Ha ha, vậy tao ngược lại là vô cùng chờ mong. Cung Húc vung tay lên với mấy tên thủ hạ, quát, mấy người các cậu, lên cho tao. Vâng. Bốn tên thanh niên kia vẻ mặt hung dữ cười xấu xa, đi về phía Trinh Kiêu. Trinh Kiêu cũng đi về phía bọn họ, tốc độ không nhanh cũng không chậm, như là tản bộ. Đi chết đi! Hai tên thanh niên hung tợn, một quyền đánh về phía Trinh Kiêu. Phanh, phanh! Hai tiếng trầm đục, hai tên thanh niên trực tiếp bị Trinh Kiêu đánh bay ra ngoài. Bước chân Trinh Kiêu không có chút nào dừng lại, tiếp tục bước về phía Tân Gia Lạc. Hai gã thanh niên khác thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó mắng một câu. Tấn công về phía Trinh Kiêu. Kết quả lại là hai quyền, hai tên thanh niên này cũng bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. Cung Húc sắc mặt thay đổi. Tiểu tử, mày quả nhiên có bản lĩnh. Mấy người các cậu, lấy vũ khí ra, lên hết cho tôi, phế cậu ta đi. Cung Húc hét lên. Mấy tên thanh niên còn lại kia móc ra côn sắt, các loại dao từ trong xe, cùng xông lên về phía Trinh Kiêu. Điểm Hương mặc dù biết thân thủ Trinh Kiêu rất tốt, nhưng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Anh Trinh Kiêu, cẩn thận! Phanh, phanh, phanh! Tiếng nắm đấm đậm nệt vào cơ thể bùm bốp vang lên, vừa đối mặt, tất cả mọi người đều bay hết ra ngoài. Vợ chồng Điểm Thế Dạ trực tiếp thấy choáng mắt. Đào Ba Cường nhìn một màn này, nội tâm kích động. Sự kiên trì của anh ta quả nhiên không sai, lúc trước lựa chọn tin tưởng anh Trinh là đúng. Cung Húc và Tân Gia Lạc lúc này như gặp quỷ. Cậu ta thực sự là lợi hại như vậy ư? Sau lưng Cung Húc đổ mồ hôi lạnh, anh ta cho tới bây giờ chưa từng thấy một người nào giỏi đánh đấm như vậy. Những thủ hạ này của anh ta, khi đối phó với những người bình thường kia, bình thường cũng chỉ là một đánh hai, ba, thế nhưng tại trước mặt Trinh Kiêu, vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh bay. Trinh Kiêu giờ phút này cách hai người Tân Gia Lạc không đến 5 mét, hai người Cung Húc bị dọa không ngừng lùi lại. Tiểu tử, cậu muốn làm gì? Nói cho cậu biết, Mã Đại Lão là cậu tôi. Cậu dám đụng đến tôi sẽ để cho cậu sống không bằng chết. Cung Húc bắt đầu kéo ra mã tai để uy hiếp Trinh Kiêu. Tân Gia Lạc cũng đi theo cáo mượn oai hùng. Trinh Kiêu, tôi khuyên cậu thông minh một chút. Anh Húc thế nhưng là cháu trai của Mã Đại Lão, cậu chớ làm loạn. Trinh Kiêu căn bản không có để ý tới, bước lùi hai người đến bên cạnh ô tô. Hai người bị dọa tới mức ngồi liệt trên mặt đất. Trinh Kiêu tiến lên, một cước dẫm lên ngực Tân Gia Lạc, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Lần trước tôi tha cho cậu, cậu lại không biết hối cải, ngược lại càng vô pháp vô thiên, tự gây nghiệp, không thể sống. Nói xong, dưới chân Trinh Kiêu bỗng nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, ngực Tân Gia Lạc toàn bộ lõm xuống dưới. Tân Gia Lạc cũng không kịp nói ngay cả một lời, phun ra một ngụm máu, chết ngay tại chỗ. Cung Húc sợ hãi hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Trinh Kiêu. Cậu vậy mà giết người, cậu điên rồi sao? Cung Húc kém chút sơ tới mức tè ra quần, coi như anh ta hay gây chuyện, từ đầu đến cuối cũng không dám tùy tiện giết người. Một khi giết người, chính quyền Á tộc khẳng định sẽ ra mặt can thiệp vào. Nhưng Trinh Kiêu vậy mà nói giết liền giết, không chút do dự, sát phạt quả đoán làm cho người ta sợ hãi. Đa Ba Cường và vợ chồng Điểm Thế Dạ trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trinh Kiêu vậy mà thật dám giết người. Điểm Hương khép sợ, che nhỏ miệng, cố gắng không để mình kêu ra, ánh mắt nhìn về phía Trinh Kiêu hơi đau lòng. Cô ta biết Trinh Kiêu chắc chắn là tức giận tới cực điểm, nếu không anh cũng tuyệt đối sẽ không giết người. Nếu như muốn đền mạng, vậy liền để mình thay anh ấy đi. Điểm Hương âm thầm quyết định. Tới phiên cậu. Trinh Kiêu chậm rãi nói, ánh mắt chuyển về phía hướng Cung Húc. Cậu dám? Tôi bây giờ liền gọi điện thoại cho cậu tôi. Cậu dám đụng đến tôi, cậu tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Cung Húc lấy điện thoại ra, bàn tay đều đang phát run. Trinh Kiêu lại dừng lại, nhìn Cung Húc nói, gọi đi, tôi cho cậu thời gian. Loại chuyện này về sau tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Coi như Cung Húc không tìm Mã Tài, Trinh Hiếu cũng sẽ tìm ông ta. Alo, cậu mau tới cứu cháu, có người muốn giết cháu.
Cháu ở. Cùng Húc nói chuyện điện thoại xong mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu chờ đấy, cậu tôi lập tức tới ngay, ông ấy tự mình tới, có gan cậu chờ lấy. Cùng Húc mặt mày không có chút sợ hãi, cười lạnh nói. Điểm Hương có chút lo lắng, cô biết cậu Cung Húc chính là Mã Tài, đại lão Hà Tây, đường đường Mã đại lão, chắc chắn sẽ có cao thủ đi theo bên người. Thậm chí có thể còn có súng, Trinh Kiêu chắc chắn không phải là đối thủ. Điểm Hương vẻ mặt căng thẳng, vội vàng đi đến bên người Trinh Kiêu, lo lắng nói. Trinh Kiêu, thừa cơ hội này, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta không thể trêu vào Mã Tài, đây chính là thổ hoàng đế của Hà Tây. Vợ chồng Điểm Thế Dạ cũng nghe qua y danh của Mã Tài. Điểm Thế Dạ vội vàng khuyên nhủ. Trinh Kiêu, cậu mang Điểm Hương rời đi, tôi lưu lại. Nếu như Mã Tài hỏi tới, tôi sẽ nói là tôi giết Tân Gia Lạc. Thấy cảnh này, dũng khí của Cung Húc bỗng nhiên tăng lên. Ha ha, bây giờ biết sợ ư? Sớm làm gì rồi, chờ cậu tôi tới, các ngươi một chút cũng đừng hòng chạy đi. Hà Tây này là cậu tôi định đoạt. Đào Bá Cường không nói gì, hắn ta từng nghe danh anh Đào nói, anh Trinh là người mà Mã đại lão đều phải đối đãi cung kính. Cung Húc ỷ vào mình là cháu trai Mã đại lão, bắt nạt người khác, làm nhiều việc ác, không để cả anh Trinh vào mắt. Một hồi chờ Mã đại lão tới, nhìn cậu ta sẽ có kết cục như thế nào. Một chiếc xe màu đen Audi A8 két một tiếng dừng ở ven đường. Một thanh niên cấp tốc chạy tới mở cửa xe. Mã Tài, một thân trang phục màu đen bình thường, thân hình cao lớn uy vũ, chậm rãi từ trên xe bước xuống. Cung Húc như là thấy được cứu tinh, lập tức hét lên một tiếng. Cậu, cứu cháu! Chuyện gì xảy ra? Ai ăn gan báo tim gấu, dám đụng đến cháu trai của Mã Tài tôi? Mã đại lão quát lạnh một tiếng, không giận tự uy. Cung Húc nằm bên cạnh bánh xe, chỉ vào Trinh Kiêu kêu lên. Cậu, chính là cậu ta! Tiểu tử này giết anh em chúng ta, còn muốn giết cháu, còn nói coi như cậu đã tới, cũng giết luôn. Nghe thấy Cung Húc đổi trắng thay đen, vợ chồng Điểm Thế Dạ mặt mũi trắng bệch, vô sỉ, quá vô sỉ. Khuôn mặt nhỏ mỹ lệ Điểm Hương hiện ra vẻ giận dữ, chỉ vào Cung Húc quát. Anh nói bậy. Ánh mắt Mã Tài từ từ đảo qua trên mặt nhà Điểm Hương, khi nhìn thấy Điểm Hương, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Sau đó, ánh mắt Mã Tài tập trung đến bên bóng lưng Trinh Kiêu. Hả? Bóng lưng người này vì sao có chút quen thuộc? Trinh Kiêu luôn đưa lưng về phía Mã Tài, cho nên Mã Tài cũng không có nhận ra Trinh Kiêu. Thêm vào mấy ngày nay không gọi được cho Trinh Kiêu, Mã Tài căn bản không có suy nghĩ đến người này là Trinh Kiêu. Tiểu tử, là cậu giết đám anh em ta? Mã Tài thanh âm thầm chất, tràn ngập sát ý. Cùng Húc vội vàng chạy qua, chạy đến trước mặt Mã Tài, bỗng nhiên thở ra một hơi. Có Mã Tài làm chỗ dựa, Cung Húc lập tức lộ ra nguyên hình, vẻ mặt dữ tợn nhìn qua Trinh Kiêu, hét lớn. Cậu, cậu không cần hỏi, chính là cậu ta giết. Nếu như cậu tới muộn một hồi, cháu cũng đã chết. Mã Tài ra hiệu với thủ hạ sau lưng, lạnh lùng nói, lên. Nhìn thấy Mã Tài ra tay, Cung Húc vô cùng hưng phấn, cười đắc ý nói. Tử tử, mày lấy cái gì mà dám cùng tao đấu, muốn chết? Thật sao? Tôi muốn biết rốt cục là ai muốn chết. Thanh âm rất bình thản, còn mang theo sự trào phúng nhàn nhạt của Trinh Kiêu. Mã Tài sau lưng kinh hãi, thanh âm này là Trinh đại sư, ngày cuối cùng đã trở về. Trinh Kiêu quay người, mỉm cười nhìn Mã Tài, mặc dù Trinh Kiêu đang cười, nhưng khi Mã Tài nhìn thấy nụ cười kia, hai chân lại run một cái, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm Trinh Kiêu nhàn nhạt vang lên lần nữa. Mã đại lão, nghe nói ở Hà Tây này, ông là một tay che trời đúng không? Lá gan Mã Tài đều run rẩy lên, xem ra cháu trai khốn nạn nhà mình đã chọc giận Trinh đại sư. Cung Húc còn ở bên cạnh, không biết sống chết, kêu gào nói. Không sai, mày bây giờ mới biết là đã quá muộn. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho tao. Tao sẽ cầu cậu tao tha cho mày một cái mạng chó. Một tiếng ầm vang, lời Cung Húc tựa như một viên đạn pháo trực tiếp nổ tung trong đầu Mã đại lão. Dập đầu xin lỗi, tha cho mày một mạng chó. Mã Tài cảm giác lông tơ trên dưới toàn thân đều dựng lên. Quỳ xuống gập đầu xin lỗi, tha cho tôi một cái mạng chó. Khóe miệng Trình Kiều khẽ cong, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Mã Tài. Mã đại lão, tại sao không nói chuyện đi? Mã Tài rốt cuộc lấy lại tinh thần, vẻ mặt cứng ngắc quay đầu nhìn mặt mũi Cung Húc tràn đầy phách lối, không nhịn được nhắm mắt lại. Đây chính là cháu ngoại của ông ta đấy. Mở mắt ra lần nữa, trong mắt Mã Tài hoàn toàn lạnh lẽo, hiển nhiên đã có quyết đoán. Đoạt lấy một cái côn sắt từ chỗ một thủ hạ, Mã Tài bỗng nhiên đập tới Cung Húc.
Âm, cô Húc trực tiếp bị đánh nằm dạp trên mặt đất, ngu ngơ nhìn Mã Tài. Cậu sao lại đánh cháu? Cháu là cháu trai của cậu đấy. Mã Tài nổi giận, đánh đúng là đồ khốn nạn mày đấy. Trinh đại sư mà mày cũng dám đụng vào, mày muốn liên lụy một nhà chúng ta sao? Nói xong, Mã Tài lại hết gậy này tới gậy khác đập xuống người Cung Húc, không nhẹ tay một tí ti. Cung Húc bị đánh máu me đầy mặt, nhưng anh ta không rõ anh đắc tội Trinh đại sư vào lúc nào. Cậu nhầm rồi, cháu đắc tội Trinh đại sư chỗ nào? Cháu không có mà. Cung Húc bị Mã Tài hung tợn, hù toàn thân phát run, run rẩy kêu lên. Người trước mắt này chính là Trinh đại sư, trợn to mắt chó của mày mà nhìn kỹ. Mã Tài giống giận. Cung Húc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trinh Kiêu, giống như là nhìn thấy một điều căn bản không thể tưởng tượng nổi, thanh âm run rẩy nói, cậu ta chính là Trinh đại sư. Làm sao có thể? Mã Tài dương mắt nhìn thấy vẻ mặt Trinh Kiêu vẫn đang bằng lạnh như cũ, thống cổ nhắm mắt lại, xem ra Trinh đại sư vẫn còn bất mãn. Lần này chỉ sợ không giữ được mạng của cháu trai này rồi. Mã Tài bất đắc dĩ đành phải giơ côn sắt lên lần nữa, tiếp tục giáng xuống về phía Cung Húc. Tao để mày không có mắt, để mày không có mắt. Cung Húc bị đánh bỏ loạn khắp nơi, kêu khóc nói, cậu ạ, cháu sai rồi, cháu biết sai rồi, cậu tha cho cháu một mạng đi. Mã Tài lặng lẽ quan sát thân sắc lạnh như băng của Trinh Kiêu, ngay cả mở miệng nói đỡ cầu tình cũng không dám. Đừng cầu tao, người mày đắc tội là Trinh đại sư. Mã Tài nói câu này xem như đang nhắc nhở Cung Húc. Cung Húc cũng không ngốc, lập tức quay người dập đầu với Trinh Kiêu. Trinh đại sư, tôi sai rồi, tôi có mắt không tròng, không biết chân nhân, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng. Mã Tài thừa cơ dừng tay, thanh âm run rẩy, thận trọng nói, Trinh đại sư, ngài xem. Trinh Kiêu không nói gì, chỉ là chậm rãi đi đến trước mặt của mấy tên thủ hạ Cung Húc mang tới, một cước một tên. Mấy tên thủ hạ vốn bị Trinh Kiêu đánh bại nằm trên mặt đất, vốn thở phì phò, lập tức ngất thở. Sắc mặt Mã Tài tái đi, đã hiểu ý Trinh Kiêu. Trong mắt Cung Húc bỗng nhiên trừng lớn, một dòng nước nóng tràn ra từ hai chân, đúng là sợ tè ra quần. Trinh Kiêu không có nhìn Mã Tài và Cung Húc, mà là nhìn qua mấy tên thủ hạ Cung Húc còn đứng kia. Bốn tên thanh niên lập tức lột bột trong lòng, có loại cảm giác bị tử thần để mắt tới, dùng mình. Anh Cường, cứu, cứu mạng. Anh Cường, anh nói đỡ cho các anh em một chút. Lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta không nên phản bội anh. Nể tình vào các anh em đi theo anh nhiều năm, cầu xin anh văn cầu Trinh đại sư, tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Mấy người bị hù, ngay cả chạy trốn cũng không dám, quỳ gối trước mặt Đào Ba Cường dập đầu. Trong mắt Đào Ba Cường tràn ngập kính y, nhìn Trinh Kiều sắc mặt không thay đổi, quay đầu về phía bốn tên thanh niên, lạnh lùng nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm như thế? Đã lựa chọn phản bội, vậy phải tiếp nhận cái giá phải trả sau phản bội. Bốn tên thanh niên trực tiếp bị Trinh Kiêu đánh chết, nhưng sự căm giận ngút trời trong lòng Trinh Kiêu lại là không chút nào lắng lại. Nếu như anh tới muộn một hồi, Điểm Hương liền sẽ bị Cung Húc và Tân Gia Lạc đưa đi. Với cả tính Điểm Hương, hậu quả không cần nghĩ mà cũng biết. Như thế, Trinh Kiêu dù chúng sinh một đời, cũng sẽ hối tiếc một đời. Nghĩ đến kiếp trước Điểm Hương đầy nhiệt tình đối với anh, như dã trang xe cát. Nghĩ đến Điểm Hương gặp chuyện bi thảm, Trinh Kiêu hận không thể xé rách trời đất này. Đừng nói giết mấy người, coi như giết hết toàn bộ Cung Húc, cũng không thể xóa đi sự phẫn nộ của Trinh Kiêu. Trong lòng Mã Tài vô cùng thống khổ, thở dài một tiếng, ông ta đã thấy quyết tâm của Trinh Kiêu. Tập xin kết thúc tại đây. Thanh Huyền xin hẹn lại anh chị khán thính giả tới với tập tiếp theo vào ngày hôm sau. Mọi người hãy like, subscribe cho kênh Ngôn Tình Crystal để nhận được những thông báo mới nhất.